Hello anh em, tập tiếp theo của bộ phim ngày hôm nay, quên, tập tiếp theo của video clip ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ cho tất cả anh em và giới thiệu cho anh em về cái bản BVZ2 China nhé. Thì cái video trước mình đã giới thiệu cho anh em về các flan MacLiver rồi, tất cả flan và có thể xếp chồng đè lên nhau, đấy, tất cả flan nhé. Và hôm nay tiếp tục là cái bản tập tiếp theo của cái này. Thì anh em nếu mà muốn vào cái chỗ phần này chơi này, đấy, anh em sẽ nhấn vào cái bi shooter mà có dấu chấm than màu đỏ đây, đấy. Sau đó anh em sẽ nhấn vào cái nó gọi là đâu, mình nhầm nhá. Đây, anh em sẽ nhấn vào cái này, đấy, anh em xem cái, tức là cái phần mà có thể đạo cụ, gọi là cái phần này, đây cho anh em xem thử nghiệm cho anh em xem luôn nhá. Đấy, hay chưa anh em, thấy hay chưa? Chúng ta sẽ ấn 2 3 này, 4 này. Đấy. Ở đây nhá. Đấy, anh em thấy gì chưa? Chất lượng chưa? Tự nhiên nó hiện ra 8 bit zombie này. Các quy shooter 8 bit này và tiêu diệt zombie. Đấy, đây. Cái này của chúng ta cũng thế nhá. Đấy, nó cũng tạo ra các cây này. Sau đó này. Flan food này. Đấy, anh em thấy gì chưa? Nó khác biệt chưa? Quá khác biệt luôn nhá. Đấy. Video ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho tất cả anh em đây. Đấy. Khi nó đến cái 2 thì nó có thể biến ra các cây cối khác. Rồi khi nó đến cái 4 thì nó là flan food của cây nhá. Đấy, đẩy lùi zombie lại. Đấy. Nó từng cái đạo cụ một chúng ta có thể đây. Từng đạo cụ một nhá. Rất lạ lùng và khó hiểu luôn. Và video ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái này đấy anh em ạ. Hay chưa, chất lượng chưa? Nhưng mà chưa hết đâu anh em nhá. Chưa hết đâu. Đấy anh em xem cái quạt này, hay chưa? Úi giời ơi. Đấy, nó hiện cái cánh quạt này nhá. Có thể thổi bay các zombie, bay tận sang châu Âu và Mỹ Latin anh em ạ. Quá khủng khiếp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mình test cho anh em xem nhá. Và ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái map, đó là nó gọi là BVZ1 in BVZ2 China nhá. Và nó nằm ở chỗ nào nhỉ anh em nhỉ? Ôi trời ơi, anh em nhìn thấy gì? Zombie mới này. Zombie chuẩn bị đón chào năm mới. Ồ, nó chạy đâu mất rồi. Đấy, cái con kỳ lân múa lân đấy, trong BVZ2 quốc tế mà mình đã test cho anh em xem đấy. Vừa giờ nhìn qua nó đã chạy đâu mất rồi anh em ạ. Thôi, video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái bản đây BVZ1 in BVZ2 quốc tế nhá. Ủa sao nó lại thoát ra thế này? Đây, anh em hãy mở mắt to để chiêm ngưỡng cái bản này nhá. Bản này sẽ là thú vị đây, cực kỳ thú vị cho anh em đây. Anh em sẽ nhấn vào cái này cho mình này. Đây, nhấn vào cái này nhá. Đây, anh em sẽ nhấn vào cái này cho mình. Đấy, nhấn vào đây. Ô, nó nằm chỗ nào nhỉ? Đây, anh em sẽ nhấn vào đây nha. Cái giống như cái cúp đấy anh em ạ. Đấy, giống như cái cúp, anh em sẽ nhấn vào đấy. Sau đó anh em sẽ nhấn vào đây. Đấy, nó có cái hình của BVZ cũ đấy anh em ạ. Thời quốc tế, BVZ cũ, phiên bản quốc tế nha. Đấy, khi chúng ta vào game sẽ như thế này đây anh em ơi. Đấy, không biết là bản này nó hay ho hấp dẫn như thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ là mới lạ, độc, cực kỳ độc đáo cho chúng ta khi trải nghiệm trong BVZ2 China này nhá. Rồi, có 4 phần chơi cho chúng ta trải nghiệm. Chúng ta sẽ nhấn vào phần chơi đầu tiên. Wow, chất lượng chưa. Đấy, hiện tại, và chúng ta cứ gọi là cái quân đầu tiên đi. Nó có 8 màn chơi nhá, 8 màn chơi cho chúng ta trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ nhấn vào ngày đầu tiên của cái màn chơi này. Và đây. Đấy, chúng ta sẽ nhấn vào để chúng ta chơi xem thế nào. Rồi, hiện tại đang vào được đây anh em ơi. Mình rất ngóng ngòng và hồi hộp chờ đợi trong cái phiên bản này. Hay chưa? Rồi, có tuyết rơi anh em ạ. Một ngày băng giá. Zombie thì vẫn là zombie BVZ2 anh em ạ. Nhưng sau màn chơi thì nó lại cực kỳ độc đáo và lạ lẫm thế này. Rồi, những cái con flan này thì lúc trước mình đã chọn rồi, giờ mình không chọn nữa nha. Không chọn nữa anh em ạ. Giờ chọn con khác đi. Hình như mình
Mình đã test test thử một con này anh em ạ. Một con này nó có điều lạ lẫm này, cực kỳ lạ lẫm này anh em này. Rồi. Anh em lựa chọn bất kỳ con nào anh em thích nhá. Đấy, thích con nào anh em lựa chọn con đấy. Toàn con hay ho chất lượng thôi anh em ạ. Chúng ta có thể xếp chồng các flan lên nhau thì nó là cực kỳ một lợi thế cực kỳ hay ho cho chúng ta khi trải nghiệm trong cái bản này rồi anh em ơi. Hãy lựa chọn đi, hãy lựa chọn đi các flan mà anh em thích. Rất nhiều flan mới luôn nha, rất nhiều flan mới. Rồi. Ok, let's go. Số lượng flan của chúng ta đã được lựa chọn đầy đủ luôn. Rồi, tuyết rơi thế này không biết có làm đóng băng các cây của chúng ta không. Nhưng mà không sao. Rồi. Đây. Chúng ta cứ cho. Úi rồi. Cái gì thế này? What the hell? Phải dùng săn à? Cây đấy phải dùng săn anh em ạ. Thế mới lạ chứ. Mà anh em nhìn thấy thấy gì chưa? Nó ra hình trái tim luôn anh em ạ. Đẹp thế nhỉ? Úi giời, zombie nó núp trong cái thùng gì này anh em ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Tuyết đóng băng hết rồi anh em ạ. Thế mới lạ lắm nhỉ. Rồi, dùng cái này đi. Bút săn. Ở đây sao nó lại là đi vào một anh em ạ. Nhưng mà nó hay anh em ơi. Chúng ta cũng có thể xếp chồng các flan lên nhau này. Hay chưa, hay chưa. Đấy. Zombie đã lên kìa anh em ơi. Ở đây nó là level 1. Thế vậy nó với chất lượng đấy anh em ạ. Nó với hay đấy. Ở đây mình quên mình không dùng các cây lửa anh em ạ. Chứ ở đây. Ở đây có cây lửa đây rồi. Đấy. Nó sẽ làm xóa tan băng giá đi anh em ạ. Chứ không là chúng ta khó mà ăn được nó đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo cây thôi anh em ạ. Úi rồi zombie gì gì mà trâu thế anh em ơi. Trâu thế. Gì mà trâu ghê, ghê gớm vậy anh em ơi. Quá ghê gớm luôn. Hay chưa, hay chưa. Anh em thấy hay chưa. Đấy. Cây level 1 chính vì thế nó sẽ chất lượng hơn nha. Chất lượng cực kỳ luôn. Úi giời hay thế nhỉ. Đấy. Chúng ta có cây làm xóa tan băng giá đi rồi anh em ạ. Chính vì thế mà chúng ta sẽ không sợ bị các cây bị đóng băng nha. Ô, cây của mình đâu hết rồi. Úi giời zombie nó cũng khỏe đấy chứ. Nó phá hết các cây của mình rồi. Úi giời. Hay thế nhỉ. Quá hay luôn. Màn chơi này cực kỳ hay ho đấy anh em ạ. BVZ1 in BVZ2 China nhé. Mà anh em sẽ được trải nghiệm trong cái video này. Mình muốn chia sẻ cho anh em nó là ở đây anh em ạ. Quá hay luôn. Úi giời zombie thế này mà đỡ làm sao được. Ui nụ trâu thế. Toàn cái thùng này nó cũng trâu anh em ạ. Bắn mãi không 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 vỡ kìa. Mà thùng nó lăn đến đâu thì cây cối của mình tan tan thành mây khói đến đấy anh em ạ. Ui xong. What the hell. Ghê chưa, ghê chưa. Anh em thấy ghê chưa. Thua đấy anh em ạ. Kinh thật đấy. Mình không ngờ cái trận này mà mình thua vô lý thật sự luôn. Ngày 1 ngày đầu tiên. Ui khó ghê gớm thật đấy. BVZ1 in BVZ2 quốc tế. À China anh em ạ. Quá khó luôn. Mình phải chơi lại thôi anh em ơi. Ui giời. Không biết anh em nào đã trải nghiệm chưa nhưng mà mình thấy nó khó cực thực sự luôn. Quá khó luôn. Ở đây thì nó có băng giá anh em nhé. Chính vì thế mà mình khuyên anh em là phải chọn toàn cây lửa thôi anh em ạ. Toàn cây lửa thì chúng ta mới chiến đấu được anh em ạ. Chứ còn chúng ta dùng những cây không liên quan đến lửa vào đây là anh em thua luôn ấy. Ghê gớm thật sự luôn. Trận đầu tiên mà mình thấy thất bại. BVZ2 China anh em ạ. Quá ghê gớm. Đây. Có cái cây này thì nó là một vũ khí cực kỳ lợi hại luôn. Bé đuôi mèo nhá. Chúng ta sẽ dùng bi sút tờ lửa này. Dùng cây lửa đi anh em ơi. Ở trong đây thì chúng ta cũng có thể dùng cây băng được anh em ạ. Chắc chắn nó sẽ không bị đóng băng khi ở trong đây. Nhưng mà mình khuyên anh em là dùng cây lửa nó vẫn thích hợp hơn nhé. Rồi. Bi sút tờ băng vẫn bị đóng băng anh em ạ. Sao cây lửa ở đây nó ít ỏi thế nhỉ anh em nhỉ.
Đây có cái lửa đây rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào trận tiếp một trận nữa xem thế nào nhá. Liệu chúng ta có phục thù được cái trận vừa rồi không? Quá khó đấy anh em ạ. Mình thấy thật sự quá khó khi chúng ta chiến đấu trong cái màn chơi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng đây nhanh chóng mà dùng cái cây cải lửa đây nhá. Cây cà chua lửa. Rồi. Đấy. Cho nó thành 5 hàng thôi anh em ạ. Chính vì thế zombie nó mới không cản được. Úi giời ghê gớm thế. Ghê gớm thế anh em ơi. Úi giời. Kình không ăn thua gì anh em, không sinh nhê gì anh em. Nó vẫn trâu luôn. Quá trâu chứ. Quá trâu bò luôn anh em. Toàn cây lửa thôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chất lượng không? Quá chất lượng trong cái video này nhá. Hay chưa? Hay chưa? Hay thật sự luôn đấy. Đây. Những ông già này khi chúng có thể lớn lên anh em nhá, sẽ tăng level và tăng sức đam. Ui những cái bánh lăn kia nó khỏe lắm anh em ạ. Khỏe lắm, lăn hết cây cối của mình luôn. Lăn hết cây luôn anh em. Kinh thật sự luôn ý. Quá khó chiến đấu trong cái trận này anh em. Sao cây của mình nó lại chuyển thành level 1 anh em ạ? Lúc nãy nó mắc level cơ mà. Sao bây giờ nó lại level 1? Chính vì thế mà trận đấu này nó quá khó chiến đấu anh em ạ. Đây, mình sẽ dùng cái con đuôi mèo này nữa để kết hợp. Bởi vì zombie ở đây nó có cái những cái thùng này nó khỏe quá. Trâu bò quá anh em. Quá khó chiến đấu luôn. Mình không có cái lá Flash Food nào anh em ơi. Đây có cái lá rồi. Mãi mới nhận được cái lá anh em. Dùng Flash Food luôn anh em ơi. Úi giời ơi. Không ngờ cái trận đấu này nó lại khủng khiếp thế này anh em ạ. Đây anh em để ý những cái thùng lăn này này. Cái thùng này toàn chắc bằng mạ bằng kim cương rồi anh em. Đàm như thế mà nó không nổ. Nếu mà cái thùng này mà nó lăn lên cái chỗ gần cái xe là khi nó vỡ ra là khó mà hạ được nó anh em ạ. Là chúng ta sẽ thua đấy. Đấy. Kinh chưa anh em, thấy kinh chưa? Hao binh tổn tướng chưa? Cây cối của mình đã bị quá hao binh luôn anh em ạ. Nó lăn sạch sẽ luôn. Đấy. Trận chiến gần kết thúc rồi anh em ơi. Gần kết thúc rồi. Úi giời. Nó lăn đến đâu nó phá hủy hết cái cây cối của mình đến đấy anh em. Đấy, dùng cú đấm lửa này thì mới có thể đấm tan được cái thùng lửa đấy anh em nhé. Đấy, trận chiến sắp kết thúc rồi anh em ơi. Sắp kết thúc rồi. Chắc đợt cuối rồi anh em ơi. Đấy, dùng cây lửa này chúng ta sẽ không bị đóng băng các cây cối nhá. Hay chưa? Ui, sao lại có con zombie của bên Cung Phu Quân này anh em ơi. Ui, cây lửa của chúng ta nó phản lửa kìa. Đấm đi, đấm đi. Ui giời, không ăn thua anh em ạ, không ăn thua. Đấm đi, đấm đi. Cây cá sấu miệng răng cưa anh em ơi. Cá sấu miệng răng cưa. Nó sẽ tiêu diệt được cái con setter zombie nhá. May mà mình chọn cái cây này chứ không thì khó mà ăn được nó đấy anh em ạ. Trận chiến sắp kết thúc rồi anh em ạ. Chỉ còn vài tên zombie nhỏ nhoi nữa thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ tiêu diệt nó nha. Nhanh chóng thôi. Vẫn còn lên nè. Mày vẫn còn lên nè. Rồi kết thúc rồi. Mãi mới thắng được anh em ạ. Thực sự quá cam go luôn. Úi giời, nhận được quá nhiều luôn. Vàng kim cương này. Đấy, còn cái gì nữa đây. Rồi. Cái thời lượng video phát sóng này cũng hơi bị lâu rồi anh em ạ. Hơi bị dài đấy. Vì cái trận này của chúng ta chưa biết được đối thủ như thế nào. Nên chính vì thế mà chúng ta đã bị thua trận đầu tiên. Và phải đi lại. Nên là thôi thì hôm nay mình cũng đã chia sẻ cho tất cả anh em một cái bản BVZ2 cực kỳ hay ho xịn xò luôn. Chỉ là nhá. Anh em hãy nhanh chóng vào tải về để có những trải nghiệm thú vị trong BVZ2. Rồi video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh FlanGamer nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.